sẽ là người đàn ông mà anh phải hối hận khi rời xa em. Em đã dành tất cả đến anh, thế như người chỉ cho em lại dối trá, kết thúc ngỡ ngàng. Giờ còn nặng tình cảm với anh nhưng em chẳng thể này giữ lại hạnh phúc đã vỡ tan bao lần. Thì thôi, mình rời xa nhau, mình rời xa nhau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đôi chân ấy quyến rũ như nơi đây. Làm ai bối rối từ khi em vừa ghé qua, lại gần hơn nữa. Em biết anh đang nghĩ gì về em. Con gái phải xinh. Thank you.
rơi làm cho anh nhớ em vô cùng. Chuyện tình ngày ấy không sao phải vì nhớ em mong em trong từng đêm vắng, mong cho em luôn được hạnh phúc nơi.
Your DJ, DJ, DJ.